Ngày tháng đi qua, mơ đây mà đã 70 mấy tuổi rồi. Thấm thoát cuộc đời thiệt là mát. Nếu như ngày xưa còn trẻ mà không cố gắng làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời, thì nghĩ lại bây giờ già chắc là hối hận dữ lắm. Lầy quay mới đây, mấy chú mới vô chùa ngày xưa, bây giờ nó cũng già lây rồi, còn những đức thì cũng sắp ra đi rồi. Bây giờ chỉ chờ Phật A Di Đà đến trước mà thôi. Nghĩ lại lúc trước lễ Quan Âm 3000 lại, sức khỏe lễ giống giác, tổ chức bao nhiêu chương trình, bây giờ thì yếu rồi. Lễ với Phật tử không được bao nhiêu lễ nữa. Một số cô trưởng đoàn ngày xưa bây giờ đã giảng sanh gần hết rồi. Những đức năm nay cũng gần 80 tuổi rồi, chỉ chờ Phật A Di Đà đến trước mà thôi. Nên nghĩ lại thấm thoát cuộc đời đi qua rất là mau. Nhắc lại tất cả cho những người trẻ thấy, để mà khi còn trẻ cố gắng niệm Phật, cố gắng tu thiện pháp, niệm Phật siêng năng, quyết chí đời này về cực lạc. Đừng đợi tới tuổi già, muốn làm việc gì cũng rất khó làm. Câu này những đức đã nói rất nhiều lần, từ khi còn trẻ đã nhắc nhở mình. Vì sao tôi cảm giác được tuổi già? Vì tôi nuôi người già bao nhiêu năm nay, tôi đã nhìn bao nhiêu người già thay đo rồi chết đó. Nên lúc tôi còn trẻ, năm từ 30 mấy tuổi, tôi đã cảm nhận được tuổi già và cố gắng nỗ lực. Những việc gì cần làm thì cố gắng làm, không để thời gian đi qua. Nên bây giờ tôi cảm thấy rất là mãn nguyện, vì cuộc đời từ khi gặp Phật Pháp, nuôi người già xuyên suốt và đưa lên tư tưởng nuôi người già. Bây giờ các thầy các chú ai cũng đã quen, ai cũng đã nuôi người già. Bây giờ rất nhiều điểm nuôi người già mà chính tôi đã đưa lên tư tưởng. Nên bây giờ tới tuổi già thì cũng được các thầy các chú thương yêu. Như năm xưa tôi đã nói rằng, mình thương người già là mình đang bồi dưỡng cho cái tuổi già của mình. Sự thật 100%, tôi bây giờ đã già, nhưng chỉ còn có một câu Phật hiệu thường niệm. Tất cả những việc làm ngày kia không làm nổi, chỉ còn có câu Phật hiệu và những lời khuyên này, để cho tất cả những người trẻ ai cũng cố gắng, ai cũng nỗ lực. Những gì làm được thiện, làm được tốt, cố gắng làm. Những gì ác thì đừng nên làm. Nên cố gắng niệm Phật. Từ khi tôi gặp Phật Pháp, niệm Phật tới bây giờ mấy chục năm, được lợi ích rất là nhiều, lợi ích rất là lớn. Nên mong ai gặp được pháp môn tịnh độ, có lòng tin, cố gắng niệm Phật. Chỉ có một con đường, đó là về cực lạc mà
Thôi bây giờ nói chuyện khoảng 10 phút là đã mệt rồi, không còn nói nổi nữa đâu. Quý vị cố gắng niệm Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cố gắng niệm Phật. Chúng ta hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc. Câu này tôi đã nói mấy chục năm, hẹn gặp ở Cực Lạc nghe. Bao nhiêu cái buổi giảng của tôi đã quay lại, bây giờ quý vị thấy tôi đã già rồi, có cầm cái gì theo, tiền bạc vật chất gì theo được đâu. Bây giờ chỉ có niệm Phật, chờ Phật Di Đà đến tiếp dẫn mà thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.